Xin chào các bạn. Thời gian gần đây thì có khá nhiều các bạn đã hỏi mình về sàn AC. Thì đây là một trong những cái sàn giao dịch cũng khá là nổi tiếng, được nhiều các anh chị các bạn quan tâm. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ đánh giá những cái thông tin cho các anh chị các bạn có thể là nhìn nhận, từ đó chọn cho mình được một sàn giao dịch tốt hơn nha. Thì để mà thuận tiện trong quá trình các bạn tìm hiểu thông tin của sàn thì ở AC có chia sẻ đa dạng các nền tảng ngôn ngữ, thì các anh chị các bạn có thể chuyển về ngôn ngữ tiếng Việt để chúng ta có thể là dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận thông tin của sàn AC nhiều hơn nhá. Thì sàn AC được thành lập từ năm 2007 và được phát triển từ một doanh nghiệp khởi nghiệp với hai thành viên, và bây giờ đã thành một cái công ty giao dịch trực tuyến hàng đầu với hơn 60.000 khách hàng tin tưởng và đang sử dụng nền tảng, và được xây dựng bởi các nhà giao dịch, và nó dành cho các nhà giao dịch với một cái sự thuận tiện, một cái nền tảng linh hoạt giúp kết nối và giao dịch khá là thuận tiện. Thì các anh chị các bạn cũng có thể là theo dõi tìm hiểu cái quá trình của sàn AC. Thì từ năm 2007 được thành lập tại Sydney của Úc, và đến năm 2012 thì mở thêm những cái chi nhánh ở London. Và các bạn thấy một cái quá trình phát triển và mở rộng cũng khá là đa dạng. Thì đến thời điểm hiện tại cũng đã có mặt ở trên rất nhiều các quốc gia khác nhau, và hiện tại thì cũng đang phát triển rất là mạnh mẽ ở thị trường Việt Nam. Trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua thì AC đã có được khá nhiều các giải thưởng. Các bạn cũng thấy đây, nhà cung cấp giao dịch CFD tốt nhất năm 2021, nhà cung cấp CFD tốt nhất với năm 2022 này, các bạn thấy này đó, với nhà cung cấp MT4 tốt nhất Vương Quốc Anh đó, các bạn cũng thấy. Về cái vấn đề pháp lý thì các anh chị các bạn cũng có thể là theo dõi về pháp lý ở dưới cái phần dưới này, thì có đầy đủ các giấy tờ pháp lý nhá, có những cái số đăng ký này thì các bạn cũng có thể là tra. Mình cũng đã có những cái video chia sẻ với các bạn tra những cái giấy phép kinh doanh, giấy tờ pháp lý của các sàn, thì các anh chị các bạn cũng có thể là tự tra được. Link mình có thể là để ở bên dưới cái phần mô tả của video này nhé. Thì về đánh giá của các nhà giao dịch đối với AC, có một cái công nghệ khá là cạnh tranh, đang được có thể là nó được gọi là công nghệ tiên tiến, và có những cái dịch vụ vượt trội so với các sàn giao dịch khác. Từ một cái nền tảng khá là vững chắc, có tốc độ xử lý giao dịch nhanh, cái rate chênh lệch này và cái đòn bẩy thì linh hoạt, cái rate thì tương đối là thấp với các sản phẩm khác nhau. Tại sao cái độ trễ thấp, cái rate thấp nó là quan trọng? Thì nó giúp chúng ta cái chi phí giao dịch nó sẽ thấp hơn, và nó sẽ cho chúng ta một cái chênh lệch giữa giá mua giá bán nó tốt hơn, và cái ít xảy ra những cái sự cố như trượt giá, hoặc là chúng ta phải giao dịch ở những cái vị trí mà chúng ta không mong muốn. Cái chênh lệch giữa giá mua giá bán, cái threshold chỉ từ 0 thôi, 0.0 thôi, và cái tốc độ khớp lệnh thì khá là vượt trội, nó nhanh hơn cả những cái tài khoản ECN kia, thì tương đối là tốt nha. Về các sản phẩm giao dịch của sàn AC thì nó có các dạng như sản phẩm CFD, hợp đồng có kỳ hạn, các kim loại quý, dầu, các CFD trên tiền điện tử, các chỉ số, các hàng hóa và kim loại. Sản phẩm thì tương đối là đa dạng như các anh chị các bạn có thể là thấy. Đặc biệt nếu các anh chị các bạn nào giao dịch cổ phiếu CFD thì ở trên sàn AC họ không mất phí hoa hồng nhá. Khi các bạn giao dịch những cái chỉ số của cổ phiếu các bạn sẽ không mất phí hoa hồng, và ngoài ra các bạn có thể nhận được cái cổ tức trực tiếp từ các giao dịch cổ phiếu CFD của bạn, mở các vị thế mua hay vị thế bán, một cái khá là linh hoạt và sử dụng cái đòn bẩy linh động, các bạn có thể là có sự lựa chọn được. Thì để thử nghiệm các sản phẩm này thì các bạn có thể là mở những cái tài khoản giao dịch Forex, giao dịch CFD, giao dịch dầu kim loại, hoặc là giao dịch hàng hóa, các chỉ số thị trường, chỉ số tiền điện tử, thì các bạn có thể là giao dịch được nha. Ở đây nó khá là đa dạng. Về cái lý do nhiều các nhà giao dịch chọn sàn AC ở đây, thế đây là cũng một là trong những cái đối tác mà khá là tin cậy và có đa ngôn ngữ như ban đầu mình có chia sẻ cho các bạn.
các dịch vụ thì được nhận được nhiều cái giải thưởng lớn trong thời gian vừa qua. Các bạn có thể là tra trực tiếp thông tin ở trên sàn thì các bạn sẽ thấy được điều đó. Về các loại tài khoản thì ở đây có hai cái dạng tài khoản phổ biến dành cho nền tảng MT4. Chúng ta có thể là so sánh hai cái dạng tài khoản này. Một cái dạng tài khoản tiêu chuẩn cho những cái người mới tham gia vào thị trường, mới tìm hiểu về sàn thì các bạn có thể là lựa chọn cái dạng tài khoản này. Và một cái dạng tài khoản chuyên nghiệp dành cho nhiều các anh chị hơn, dành cho những cái anh chị các bạn có những cái kinh nghiệm trên thị trường rồi thì có thể là lựa chọn cái tài khoản này và xác định trong lâu dài. Thì chú ý một số cái điểm ở đây, đó là cái chênh lệch spread giữa giá mua và giá bán đối với tài khoản tiêu chuẩn từ 0.9 bit, còn đối với tài khoản chuyên nghiệp từ 0.0 bit. Đối với hoa hồng thì đối với tài khoản tiêu chuẩn thì không có mất phí hoa hồng commission, tuy nhiên đối với tài khoản chuyên nghiệp thì mất cái phí commission. Quy mô giao dịch thì nó như nhau thôi. Cái số tiền nạp tối thiểu thì đối với tài khoản tiêu chuẩn thì các bạn có thể là nạp từ 0 USD, tuy nhiên với tài khoản chuyên nghiệp thì phải từ 500 USD trở lên. Đó. Ở đây các sản phẩm thì tương đối là như nhau. Đó, các bạn có thể là so sánh. Đòn bẩy thì lên tới 1.000. Và các bạn có một cái dạng đó là AC Select. Cái loại này cũng là một cái loại đặc biệt, lát nữa mình cũng sẽ chia sẻ kỹ hơn cho các bạn để mọi người có thể là tìm hiểu. Về các nền tảng giao dịch, thì đối với AC á, có các nền tảng như MT4 cho PC, cho Mac, cho các nền tảng giao dịch di động thì đây cũng là một trong những cái sự đa dạng. Ngoài ra có các nền tảng cho web nữa, thì các anh chị các bạn quan tâm nền tảng nào thì các bạn có thể tải về các bạn sử dụng, tương đối là đơn giản nha. Các nền tảng web này, trader này các bạn cũng có thể là giao dịch. Thì như các bạn thấy là đa dạng các nền tảng giao dịch, đây là một trong những cái sàn mà có đầy đủ các nền tảng để cho các anh chị các bạn có thể là trải nghiệm những cái nền tảng này. Một trong những cái điểm mạnh, có nghĩa là một cái điểm đặc biệt mình muốn chia sẻ trong cái video này, những cái thông tin này cho các anh chị các bạn biết mà không có nhiều các sàn giao dịch có hiện nay, đó là trên sàn AC có cái dạng giao dịch quỹ với AC. Các bạn có thể nhận một cái tài khoản tài trợ lên đến 1 triệu USD với tư cách là nhà giao dịch chuyên nghiệp. Thì AC Select là gì? AC Select là một chương trình phân bổ vốn độc đáo được thiết kế đặc biệt cho giúp cho những nhà giao dịch mà chuyên nghiệp có thể hướng tới con đường thành công nhanh hơn. AC Select cung cấp hỗ trợ đặc biệt lên tới 1 triệu đô. Đấy, các bạn thấy thì nói ngắn gọn hơn thì các bạn có thể là hình dung đây là một cái việc mà cấp quỹ cho các bạn giao dịch khi mà các bạn có đạt được những tiêu chí và các bạn sẽ được cấp một cái số vốn nào đó để các bạn có thể là giao dịch và các bạn có thể kiếm được lợi nhuận trên cái số vốn đó. Thì nó theo từng cấp độ sẽ được cấp những cái số vốn khác nhau. Thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm về khám phá giao dịch bên trong bạn, có nghĩa dành cho những cái anh chị các bạn nào mà đang có khao khát muốn cải thiện cái giao dịch của chúng ta tốt hơn hàng ngày và chúng ta có thể kiểm soát được những cái rủi ro cũng như có thể là kiếm được lợi nhuận trên thị trường một cách ổn định và hướng tới lâu dài. Cái này thì các bạn cần phải thời gian chúng ta rèn luyện, nhất là những cái anh chị các bạn nào mà mới tham gia vào thị trường thì cần phải rèn luyện, tìm hiểu nhiều hơn. Thì đây cũng là một cái con đường để chúng ta rèn luyện để chúng ta tiến tới được cái con đường thành công giao dịch ổn định trên thị trường nó tốt hơn. Khám phá những cái lợi thế của bạn, ví dụ như hiệu suất trong giao dịch ở trên này nó sẽ đo bằng những cái điểm biên, có nghĩa là có những cái công cụ mà giúp cho chúng ta đo lường được cái khả năng giao dịch của chúng ta, ví dụ như đo lường cái rủi ro, cái độ rủi ro của chúng ta như thế nào, cái mức lợi nhuận của chúng ta như thế nào, chúng ta giao dịch có sử dụng đòn bẩy cao hay là đòn bẩy thấp, đúng không, chúng ta chấp nhận như thế nào. Thì những cái thông số, những cái thống kê trên này sẽ giúp cho chúng ta biết được trong cái khoảng thời gian đó chúng ta đã giao dịch những gì và chúng ta có cái độ rủi ro cao hay thấp, lợi nhuận của chúng ta đạt được bao nhiêu và chúng ta hướng tới thành một người giao dịch chuyên nghiệp thì chúng ta phải đạt được những cái mục tiêu như thế nào. Thì điểm biên người ta được tính bằng cái giá trị trung bình của điểm số ba cái thành phần giao dịch mà thường đo lường, đó là cái kỹ năng, cái độ rủi ro và tính nhất quán. Đây các bạn cũng thấy, kỹ năng thì đo lường này bằng cách tạo ra lợi nhuận của bạn, tính nhất quán này phản ánh khả năng của bạn có đạt được lợi nhuận nhất quán hay không. Đó, các bạn cũng thấy rủi ro và thêm vào đó là những cái kinh nghiệm. Thì làm thế nào để tham gia được cái chương trình AC Select này?
thì tham gia ACLEX thì rất là nhanh chóng. Để bắt đầu thì chúng ta cũng phải có được những cái giao dịch. Thứ nhất là hoàn tất 20 giao dịch này, đạt được mức điểm biên ít nhất là 50 và gửi tối thiểu là 500 đô. Thì ở đây chúng ta có thể là thực hiện tham gia đăng ký. Trước tiên chúng ta phải có một cái tài khoản đã, đúng không ạ? Ở đây thì nó có những cái cấp độ các bạn ạ, có 6 cái cấp độ giai đoạn để thành công của chúng ta với cái chương trình cấp quỹ này, ACLEX này. Thì các bạn cũng thấy này, cái điểm biên này của chúng ta này, đúng không? Và chúng ta có thể 6 cấp độ này. Từng cấp độ thì có số vốn khác nhau, cái điểm biên khác nhau, các hệ số nhân khác nhau. Đó các bạn sẽ thấy đây. Đây cái số tiền cấp vốn tối đa này. Đó với cái cấp độ khác nhau thì sẽ cấp vốn khác nhau. Và các bạn sẽ thấy được cái đánh giá tỷ lệ lợi nhuận của chúng ta, đúng không? Mục tiêu lợi nhuận của chúng ta nó như thế nào, thời gian diễn ra trong cái giai đoạn nào đó, và cái số lượng giao dịch trong một cái giai đoạn của chúng ta. Thì đây là một cái hình thức cấp quỹ cũng tương đối phổ biến gần đây. Tuy nhiên là đối với AC thì các bạn thấy là những cái thống kê nó rõ ràng và nó giúp cho chúng ta có được một cái kế hoạch nó rõ ràng hơn và chúng ta sẽ hướng tới. Ngoài cái chương trình AC Select này, chúng ta có thể là lựa chọn những cái chương trình khác, như thể là chương trình AC Copy Trading này, app này, cái nền tảng AC Copy Trading này. Thì ở cái nền tảng này nó có thể là liên kết và nó thống kê các giao dịch của chúng ta ở trên này. Và nếu chúng ta vào tốt hoặc là chúng ta giao dịch tốt thì các nhà giao dịch ở trên thị trường người ta cũng có thể là theo dõi copy cái tài khoản của chúng ta. Thì đây cũng là một cái dạng copy chain tương đối là tốt. Các bạn có thể tải app về để tham gia cái chương trình của sàn AC này nhá. Đây, chúng ta cũng có thể lựa chọn những cái người giao dịch hàng đầu ở trên này để chúng ta có thể là tìm hiểu. Tất nhiên là ở trên cái nền tảng app nó cũng sẽ có những cái thống kê để chúng ta lựa chọn ra những cái nhà giao dịch nào có cái lợi nhuận tốt và cái rủi ro nó thấp và nó ổn định trong khoảng thời gian lâu dài, thì chúng ta có thể là lựa chọn. Để hiểu rõ hơn và giúp cho các bạn có được một cái hướng đi nó tốt hơn thì trên AC cũng có một cái chương trình hướng dẫn cho các nhà đầu tư mới, đúng không? Các bạn có thể là vào theo dõi những cái video hướng dẫn của họ để giúp cho các bạn có một cái nền tảng kiến thức nó vững chắc hơn và từ đó các bạn giao dịch nó tốt hơn nha. Rồi để tham gia tất cả những cái chương trình hiện tại, ví dụ như chương trình AC Select, đúng không? Cấp quỹ hoặc là copy, đúng không? Chương trình ứng dụng copy thì chắc chắn các bạn cần phải có một cái tài khoản trên AC. Và với cái tài khoản trên AC thì các bạn cũng khá là đơn giản thôi. Cái đường link mình để ở bên dưới cái phần mô tả của video, các bạn nhấn vào đó thì các bạn chỉ điền một số cái thông tin và tiến hành xác minh là được. Đầu tiên là các bạn hoàn tất cái hồ sơ đăng ký của các bạn này, tên pháp lý này, đúng không? Tên đệm này. Ví dụ như ở đây mình, đúng không? Và các bạn tích vào hai cái này và cuối cùng là các bạn nhấn submit thì sẽ đăng ký thành công nha, cái tài khoản của chúng ta. Sau khi các bạn đăng ký thì nó sẽ gửi về cái mail của các bạn một cái mail kích hoạt và các bạn vào kích hoạt mail cũng như là thêm những cái thông tin chi tiết của các bạn. Ở đây thì chúng ta chọn cái dạng tài khoản thôi, đúng không? Chúng ta sẽ tiến hành chọn. Chúng ta ví dụ như đây mới thì chúng ta có thể chọn tài khoản này, cơ bản này, đồng tiền của chúng ta mong muốn, đòn bẩy của chúng ta mong muốn. Ở đây là đều có sự lựa chọn được cả. Chúng ta điền đầy đủ thông tin ngày tháng năm sinh vào đây. Rồi tiếp theo chúng ta điền đầy đủ cái địa chỉ cư trú này. Mọi người chú ý cho mình là chúng ta phải điền đúng theo cái căn cước công dân của chúng ta nha. Cái mã bưu điện này mọi người chú ý cho mình là trên cái Google á, thì các bạn search cái mã bưu điện của tỉnh của các bạn 6 số vào là được. Rồi sau đó chúng ta nhấn tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta điền một số cái câu khảo sát thôi. Cái này thì nó đơn giản, các bạn muốn điền sao cũng được. Rồi, sau khi chúng ta gửi, chúng ta kích hoạt mail và chúng ta sẽ xác minh tài khoản bằng căn cước công dân của chúng ta thì chúng ta có thể là có một cái tài khoản giao dịch ở trên sàn AC được. Nó tương đối là đơn giản thôi. Thì đối với AC cũng là một trong những cái sàn giao dịch mà khá là đầy đủ các tính năng và cũng là một cái sàn lâu đời có độ uy tín cao, thì các anh chị các bạn hoàn toàn có thể là tham khảo, từ đó có thể là chọn cho mình được một sàn giao dịch tốt nha. Thì tất cả cũng chỉ là mục đích thông tin, đây không phải là lời khuyên đầu tư. Rất mong các anh chị các bạn hiểu rõ điều này.